Cá gì? Cá ụt quá trời đó luôn kìa. Này anh em vô vuông gần nước của một bạn dân lưới các bạn. Mấy cái cá này đâu mà nhiều chứ ta? Là ngoài nước biển nó tự nhiên vô luôn không? Chứ mình đâu có cho nó ăn vậy đúng không? Đập mạnh ở trong cá đâm ra đó em. Nè đập xong là mình thăm bới luôn nha các bạn. Mạnh nữa. Đập đi, mạnh lên. Lên trong mấy gần nước này nè, chú ẩn nè, mấy cá nhỏ. Lớn lớn nó rút xuống mấy này. Cái rễ nó đẹp thì thấy cái rễ cây nước nó đẹp quá ha. Cây mắm thì nó xấu. Ồ, nó ốc kìa. Cá gôn đó nó. Nó sặc luôn. Dìm phao chìm hết trơn em ơi, chết rồi. Hồi lên gỡ chết luôn rồi. Cá nó đâm liệt liệt dưới đó. Nãy mà hai tay mà hai khúc đó mà liền lại không biết gì. Rồi kéo lưới nha các bạn. Thấy nhúc nhích phao các bạn ơi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Liệt phao rồi. Kéo kéo vô ấy luôn à. Kéo vô sao luôn. Đó. Ê, cá nâu. Cá phi, cá gì bự quá vậy? Cá nâu có phi không? Cá ú nu không à. Rồi ơi, rồi 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 rồi. Cá nâu, cá nâu, cá nâu to nè. Dở mạnh lên luôn. Dở lên nó trong chuột đó, con phi bự. Nó không được nước là nó không có dãy được. Cái này lơ mơ còn hơn, bữa hổm còn hơn. Cái gì đây? Cá hen, cá hành. Cá hành hả? Cá ăn thịt hơn lắm à? Nướng ngon lắm. Ủa cái chỗ này sao cứng nhắc vậy? Đâm, nó đâm dưới á, nó đâm dưới á, chỗ nào mà nó chìm, càng chìm là cá của phi nó dính đâm dưới lắm. Cái này lơ mơ còn hơn anh em mình văn bữa hổm. Ơi, cá nâu. Cá nâu đang xì ha. Cá nâu trong trong gần nước nó khác cá nâu biển mình, màu đẹp hơn. Miếng cá phi này nhìn ngon quá. À, cái này cái gì? Cá ông cân. Hay kêu bằng cá heo. Ừ đúng rồi, nhớ kêu bằng cá heo. Trên ấy kêu, trên mạng kêu bằng cá ông cân mà nhưng mình nó ké ép cho phát ra cho mình thường quen kêu bằng cá heo. Đầy thao luôn rồi. À con cá gì? Cá hành đẹp quá. Ui con gì? Rồi giục con cái gì vậy? Sao đó? Mới lửa tay lưới gì hả? Mới lửa tay à.
vuột luôn à. Thôi sao hay vậy trời. Tại đó phân đây, phân à, em. Nó. Chút nữa mình làm món nướng nha các bạn. Nặng lắm. Nếu mà kéo hết tới ốp vô kia là nặng lắm. Dính luôn rồi. Nặng quá. Được chưa? Xay xay bên kia qua nhỉ. Xay bên kia. Mỏi tay lắm. Mỏi tay nha. Rồi. Ông tưởng văn xong hổng đi lại ông coi cá nè. Tôi đem về cho gỡ cho đỡ. Cái này hồi mày về mày gỡ nó chắc gỡ tới 5 giờ luôn á Việt. Cho gỡ cho đỡ đi. Cái nông này được nấu canh chua liền á, ngon lắm. Béo. Hoặc là em nướng cũng được. Cá nướng khô. Đâu nướng vừa tới à, đâu để hôm trước là mình nướng khô quá đúng không Việt? Có nghĩa là khi mà ngồi đó mình ăn là mình nướng cảm thấy mà phồng lên là mình đem mình ăn luôn. Đừng để da nó vàng. Khô nó mất chất ngọt, hết nước rồi. Mấy cái cây đước này tầm mười mấy năm hết trơn hả em? Hai mươi mấy năm hết. Trời ơi. Hai mươi mấy năm hết trơn hả? Tới đợt khai thác rồi. Dễ mình trắng dữ vậy. Cái này làm gì, củi hả? Củi đước mà người ta hay bán đó. Thang đước. Thang đước đó. Mình là có hai loại thang đước với thang bạch đàn. Mình ở đây mà thang đước ở đây ít xài đó, thang đước ở đây Việt Nam mình không có xài đâu. Vậy hả? Không bán đi. Ôi, nặng dữ vậy. Chị nổi không? Nặng quá hả? Rồi, lên. Đi lên gỡ cá thôi. Con cá kia bên đây. Cá heo đó, cá ông cân nó ẹt ẹt cho nó đặt lên là cá heo đó. Nó kẹt. Cái gì đựng đây? Thao này. Đó, các bạn thấy quá trời cá bạn ơi. Cái thao này đựng ha. Cái tay đằng này dính nhiều hơn nè. Trời ơi, nó chưa hết rồi, còn sao nữa kìa. Con này ông ơi. Trời ơi, em tính hết rồi. À. Trời ơi. Cái này dính hơn cái khúc sau á. Lúc đầu tiên con đâu dám nhức nhiều đâu, nó nhức hơi hơi à. Cổ giữ tinh thần không hả? Không biết mà, gửi cái lâu á. Người ta nói một câu muốn ăn răng vô bếp cho biết cảm giác nhức với người ta để mai mốt còn nhớ, nhắc nhớ. Bỏ đầu tiền người mà của tôi nhất tới lúc dùng mà nhất mà uống vài ly hết à. Ừ, tiền người kiếm kìa, ra ngoài sẵn chai rượu uống vô đi. Chút hết biết mà để người ta giả đâm đi này. Trời, sống mà phải trải nghiệm chứ, phải trải nghiệm mới biết đau. Ông này không biết bao nhiêu con mà nói này.
cá ngát, cá chê, cái gì, cá chê trắng, cái gì? Không mà đợi, em cái nâu. Cái không sao, mình cá chê trắng đặt nó đẩy cái tàu nhất da nó bội sáng đi, mọi người đang ngoài vuông á. Hỏi già tao kìa. Một tiếng hả? Cái sốt nhà luôn. Kêu mua hộp cơm vô ăn đi, bắt đầu nằm tới 12 giờ trưa là nè, bắt đầu tỉnh thở oxy, dân chới là cuối cùng rồi. Thở là nè, nó thở tới đâu là nó chạy tới đó nó nhất. Em nó không dám nhúc nhích luôn. Nguyên cái vai dài từ nửa cái bên dài hen là nó sụi luôn vậy đó. Mà đi thì đi vẫn đi bình thường. Đi thì nó không nhích, mà nằm xuống nó nhích. Phải chịu thôi. Này ba mày phải chịu. Rồi, gỡ lưới, gỡ cá, không gỡ được là hồi mần cá nha. Hồi giao cho mần cá đó nha. Cái này cá này đâu mần đâu. Cắt cái bụng. Mổ bụng ra. Cắt bụng thôi. Nướng con cá khô quá cũng bị chữ hai trước vậy okay. Phải nướng mà nướng. Nướng rồi làm muối tim, muối ớt. Đó, mắm me ghê lắm. Rồi, mắm me cũng được luôn. Me mặn đó. Hả? Còn nữa hả? Ơi, sao chạy xong rồi? Chạy làng xóm vậy? Hai con nghe. Còn mấy con nó chạy ra làng lúc này. Lúc dân hào hứng lắm. Lúc gỡ ra cũng chạy độ á. Còn có chỗ dân kiếm con cá đổ không á? Dạ thấy miệng chạy gần không? Đó, mới đi mượn về đó. Ừ được đó. Chạy nổi không trời? Chạy nó mau chìm. Chạy gân nó chìm lẹ hơn chạy mi lông của. Chạy mi lông là cấy cá ra. Chạy của chị chạy mà nặng lắm rút nước vô dãy phụ tay luôn. Hàng gì ta cũng mua hay mua chạy gân rồi thì ăn. Vô mà chạy gân. Chứ nó chìm lẹ ăn cá nó chạy ra không có kịp. Câu cuối cùng các bạn ơi, cũng mệt lắm rồi. Anh ơi. Anh ở đây phải không? Đâu có đâu bỏ lên quất luôn à. Thao đó chừng hao bao nhiêu ký? Thao này hả? Chắc này, ký à? Ôi 10 ký trừ 11. Có chưa thấy số vậy? Nè. Số mờ quá vậy? 11 ký rưỡi nè. Thao này tầm cả ký nhiêu? Mới văng một phát một cuốn lên 10 ký cá. Mày ngày nào cũng đi văng bán chắc có mau cá lắm rồi. Rồi giao cho